trình Airdrop nhận token có kiểu là Shiba Meme. Thì trên dự án Airdrop này thì nó có tổng cung là 1 triệu token, 1 tỷ token Shiba Meme này bạn. Thì nó tổng giải thưởng là ăn chia là 500 triệu token, và còn 500 triệu token còn lại anh đâm cho 100 người may mắn người ta các bạn. Thì dự án này không có ghép, chỉ quay may mắn ngẫu nhiên thôi các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link phong các bạn. Thì nhiệm vụ thì các bạn vào đây, các bạn join kênh Telegram, Seller và kênh group nữa các bạn. Tiếp tục các bạn follow tàu Twitter, các bạn copy hashtag từ chữ Airdrop các bạn đến chữ Dotcoin nè, rồi các bạn nhấp vào follow tàu Twitter và tan ba người bạn vào các bạn hashtag. Rồi các bạn trên tàu Twitter nữa, các bạn theo dõi các bạn, các bạn việc like và chỉ dẫn tàu Twitter nữa các bạn. Mình quên thông báo cho các bạn là chương trình Airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 5 các bạn, và sẽ phân phối vào trong tháng 6 các bạn. Rồi các bạn dán hashtag nó vào, tan ba người bạn của mình vào các bạn, các bạn tự quyết lên. Rồi sau khi tự quyết lên xong thì các bạn bắt up lại cái link phong hồi nãy các bạn, các bạn mở link phong của mình ra lại nữa các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Mình làm chủ yếu Airdrop, chủ yếu là mình. Rồi tiếp tục thì bằng điện username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Ơi tao Twitter chứ. Mình chủ yếu là theo dõi những nguồn Airdrop này, mình kiếm những cái đồng coin gas là mình hold các bạn. Nhưng một khi những cái đồng coin gas nó về thì các bạn có thể bán được 50 đô là bình thường các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là Morin Bewit nè. Username tao Twitter thì các bạn mở tao Twitter của tất cả các bạn ra, thì các bạn vào cài đặt sẽ thấy được username tao Twitter của tất cả các bạn nha. Telegram thì cũng vậy luôn, các bạn vào setting thì các bạn vào setting, vào trang cá nhân của các bạn thì sẽ thấy được username Telegram bằng bạn nhập vào một hồ sơ, các bạn qua tờ quýt các bạn, rồi các bạn chia sẻ lên cái bài Shiba Meme này các bạn. Những token này của trên chó rất là có giá trị các bạn, rồi các bạn dán vào. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ BET20 BNB như thế các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smartchain của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào vòng mở link phong nha các bạn. Mình dán vào đây. Tiếp tục thì các bạn đã join kênh group của Seller xong xuôi thì các bạn điền lưu username Telegram của tất cả các bạn nha. Nó cộng anh 41133. Rồi các bạn việc bấm gỡ là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 1 tỷ token Shiba Meme. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình, và chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.